nhớ sáng là phải uống thuốc này, xong trưa ăn cơm, tối ăn cơm đúng giờ. Sau 6 giờ tối mà họ để mà còn ngoài đường là chết đi nhá. Em này, mai mình công tác sớm này, em chiều anh nhá. Chiều gì mà chiều, mình cũng sớm được. Chiều đi, chiều nốt đêm nay thôi nhá. Oh yeah. Tí thôi nhá. Thôi mà, chiều anh cả đêm đi nhá. Anh muốn cả đêm nhá. Anh khăn mà, cả đêm ai chịu được. Mà làm ở đây nhá. Này, em nghĩ cái gì đấy? Ôi em ơi, vợ ơi, anh cầu xin em, anh là em tha cho anh nhé. Cho anh tối anh ngủ sớm nhé, sáng mai anh làm sớm ấy. Em cứ nói liên toán là em không thể nào ngủ được nhá. Đi bảo anh ngủ đi. Đi gặp lớp nào đi, mình đi ngủ vậy. Em nhắc anh mới nhớ ấy. Em này, ngày xưa lúc còn bé, anh đặt ra mục tiêu của mình lấy vợ ấy. Sau này phải có hai tiêu chí. Một là thông minh, hai ấy là phải xinh đẹp. Thế em thuộc diện thông minh hay là xinh đẹp? Anh nói ra. Không hiểu tại sao lớn lên anh lại lấy con vợ như em. Nhà tôi thật là vô vụ khi lấy phải cô như một con dở hơi ấy. Tình hình của em bây giờ rất là đáng quan ngại. Cậu đến để điều trị về tâm lý nhỉ? Vâng ạ. Chắc là trong cuộc sống của cậu chắc là gặp rất nhiều biến cố. Thế cậu cho tôi biết cái tình trạng mà biểu hiện nặng nề nhất của cái tâm lý của cậu này. Là mỗi khi em đi mua sắm ấy, em phải có thói quen là thích trộn đồ ạ. Và mỗi lần em mua một về là thế nào lại thành ba. Thành khác à? À thì... cái này là tính xấu đấy. Phải bỏ cậu nhá. Được rồi. Nhiều khi đấy lại phải làm cái phản xạ. Đây, tôi cho cậu cái thuốc này. Về uống nhá. Nhớ uống đúng một ngày 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 tiếng. Nhớ chưa? Rồi. Chưa thì tôi dặn bạn là lần sau nếu mà thấy thuốc nó không tác dụng nhá, thì bạn đến đây. Nhớ là trước khi đến đây thì cái siêu thị lấy cho tôi cái máy ảnh để mới nhá. Đến đây đi. Nhớ thuốc đấy. Đẹp, lấy đâu ra mà hiệu quả. Mình có sắp có máy ảnh mới rồi. Mày làm sao đây em? Anh ơi, em khổ quá anh ạ. Sao mà khổ, chuyện đâu còn có đó, kể nghe xem nào. Em từ hai bàn tay trắng mà bây giờ em xây dựng lên một khối nợ khổng lồ anh ạ. Thôi bình tĩnh đi. Ngày xưa ấy, ở tuổi mày, anh cũng chỉ khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, với cái giái khô thôi em ạ. Nhưng rồi anh cũng phải đi bươn trải khắp nơi, làm đủ các thứ nghề, rồi học đủ các thứ việc. Rồi anh cũng thất bại rất nhiều lần. Nhưng anh quyết tâm mình không từ bỏ, anh vẫn quyết tâm mình đứng lên. Anh ơi, anh có cái cách gì, anh có thể chia sẻ kinh nghiệm cho em được không ạ? Với cái bí kíp này nhá, đảm bảo em không cần dùng vốn mà vẫn đạt hiệu quả. Em vẫn thành công, em vẫn giàu. Không cần vốn vẫn thành công ạ. Chắc chắn thành công, chắc chắn hiệu quả, mà đảm bảo em sẽ cực kỳ giàu có. Thật là anh giúp em đi với chú nhá. Bí kíp thành công đấy là gì ạ? Phải quyết tâm ạ. Lấy vợ giàu, phải lấy vợ giàu thì mới giàu. Trời ơi, tổ sư, anh thì lấy được, em thì lấy chó. Okay. Chào cô, tôi là người bên phía tòa án. Hôm nay nhận được đơn thư của cô, chúng tôi đến xác minh một vài thông tin. Có phải là cô đang đòi tiền cấp dưỡng từ chồng cũ của cô? Mong cô cung cấp cho chúng tôi. Anh hỏi đi. Trước đây thì khi chưa chia tay, cô và chồng cũ của cô đã có mấy người con với nhau? Trước khi ly hôn thì tôi và anh ta có một đứa con. Cô với chồng cô chia tay được bao nhiêu lâu rồi? Ngóc nghét cũng phải 9-10 năm nay rồi.
10 năm. Lạ nhỉ, 9-10 năm nay. Thế các con mới của cô thì là cha nó là ai mà cô lại đòi tiền cấp dưỡng từ chồng cũ của cô? Để tôi nói cho anh nghe nhá. Mỗi lần anh ta quay lại với một lời xin lỗi, mà mỗi lần một lần xin lỗi là cái bụng tôi lại phưỡn ra. Thế tôi không đòi anh ta thì tôi đòi anh chắc. Vâng. À không, phải đòi anh ta chứ. Cho hỏi cái. Em hỏi tôi á? Ở đây có mỗi cô với tôi. Không hỏi cô thì tôi hỏi cái bóng cây. Em hỏi gì? Tôi hỏi thì không phải, cô có phải là nhân viên văn phòng không nhỉ? Sao anh biết tôi là nhân viên văn phòng? Mặt ngủ thì kia, thì nhìn là biết. Anh nói ai ngủ ấy à? Có mà cái mặt ảnh ngủ có. Thì đúng rồi, mặt tôi ngu. Tôi là nhân viên văn phòng mà. Anh say rượu. Tôi không say. Tôi khẳng định anh say rượu. Tôi bảo không say cứ cãi. Nhìn anh là tôi biết anh say rượu. Tôi đã bảo không say, công an cứ cãi dân nhỉ. Bảo không say là không say. Nhìn bộ dạng như này của anh là chắc chắn anh say rượu. Công an cứ cãi dân, bảo không say là không say. Ờ rồi anh cứ khăng khăng như vậy thì mời anh thổi ở đây. Tôi đo nồng độ cồn. Anh dừng, tôi không thổi được. Làm sao? Dạ báo cáo anh à, em là bị bệnh hết sức. Thôi mà thổi vào đây là nhiều người thổi sau tôi là lây bệnh hết. Mà có cái em thổi vào đây bắt em lên cân nặng em chết luôn tại chỗ vì vi khuẩn nó bẩn. Thôi rồi. Mời anh xuống xe để chúng tôi thử máu. Thử máu này cũng không được luôn. Tại sao không được? Thì em bị chứng máu gọi là máu khó đông. Bây giờ anh chỉ tích máu em ra, máu em nó cứ thế nó chảy mất. Em chảy đến chết luôn. Đấy. Vậy thì xét nghiệm nước tiểu chắc không sao chứ? Nước tiểu lại cũng không được luôn. Tại sao không được? Dạ báo cáo anh là em bị bệnh tiểu đường. Và thế nên không xét nghiệm được đâu. Thử máu không được, xét nghiệm nước tiểu không xong. À đây rồi, thôi được rồi. Bây giờ anh chỉ cần đi thẳng theo cái đường chỉ này, chứng tỏ là anh không sao, anh làm được chứ? Dạ báo cáo anh như thế này càng không được luôn. Vì sao không được? Anh làm thế này chắc gì đánh đố em. Cái việc này rất đơn giản, tôi không đánh đố anh. Thì bây giờ say rượu bỏ mẹ thôi. Nhìn một đường thành tám đường đi bằng mắt à? Em à, đã bao đêm anh khóc một mình trong đau khổ. Wow. Vì anh không nói ra được ba cái từ ấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ cảm xúc với em. Và anh cũng biết là nếu như anh không nói thì sau này anh cũng không có cơ hội để nói. Và anh rất hối hận vì điều đó. Vì hết tháng này chúng ta sẽ không còn được ở bên nhau. Em sẽ lên xe hoa về nơi xứ người, còn anh lang thang nơi đất khách quê người. Chắc anh nhớ em nhiều lắm. Nên hôm nay anh sẽ nói ra điều này. Và anh mong em sẽ trả lời anh. Anh không bắt em phải trả lời ngay, nhưng anh mong rằng em sẽ cho anh một cái lịch hẹn cụ thể. Thế bao giờ em trả tiền anh? Oh no. Đây. Ủa, có 500 nghìn mà cứ đòi mãi. Thế là trả tiền luôn đấy. Mà này, 500 nghìn trả là tiền à? Có phải là lá mít đâu. Thế anh xin nhé, anh về đây. Có mỗi một cái bài, anh đọc đi đọc lại. Các ngươi giờ đã trở thành con người. Con người? Dạ, con động thần ạ. Ta thấy các ngươi chịu sương chịu gió ở đây cũng đã lâu, mua vui cho con người đã nhiều. Nay, ta ban cho các ngươi sự sống trong vòng 15 phút. Các ngươi muốn làm việc gì, khao khát đã lâu thì hãy mau làm đi. Mình làm đi. Đi. Đúng là tình yêu, đúng là con người.
sắc dục và tham sân si còn vô độ lắm. Mà con về rồi ạ? Ô, sao nhanh vậy? Mới hết có 5 phút mà các ngươi đã ra rồi à? Liệu ngươi có bị yếu sinh lý hay không? Yếu sinh lý là gì ạ? Thế chắc không phải. Các ngươi muốn làm thêm một lần nữa hay không? Các ngươi còn 10 phút. Này, đừng làm một lần nữa kìa. Này nhá, lần này nhá, em phải giữ cho anh ị lên đầu con chim bồ câu ấy. Anh bực nó lắm rồi, bao nhiêu năm nó tái ị lên đầu mình. Hôm nay ị cho sao á? Không phải là đi xoạc à? Chào anh em. Anh có đặc định cùng với chúng tôi một buổi khám và tư vấn tâm lý đúng không? Vâng. Chúng tôi muốn biết là hiện tại cuộc sống anh như thế nào? Dạ, cuộc sống của em bị stress nặng lắm ạ. Stress à? Thật ra thì stress nó là một cái điều tất yếu trong cuộc sống hiện đại như thế này. Rất nhiều người bị stress chứ không riêng mình anh. Anh có thể cho chúng tôi biết là anh bị stress bắt nguồn từ khi nào không? Dạ, nó bắt nguồn từ khi em biết là người yêu em có bầu ạ. Cái chuyện mà cuộc sống đã thay đổi từ độc thân đến lập gia đình rồi có một đứa con đúng là có thể tạo rất nhiều áp lực cho cuộc sống. Có thể anh chưa quen, nhưng mà một thời gian nữa thôi, anh sẽ quen với việc đấy. Rồi anh sẽ thấy mình là người có trách nhiệm hơn này, biết suy nghĩ đến gia đình hơn này. Rồi rất vui khi được làm bố nữa, chúc mừng anh nhá. Chúc mừng gì ạ? Anh sao thế? Thế cụ thể anh đã thay đổi những cái gì trong cuộc sống nào? Dạ, thay đổi lớn lắm ạ, thay đổi chóng mặt luôn đi ạ. Đầu tiên, thứ nhất là phải đổi nhà này, sau đó đổi xe, đổi việc làm, sau rồi đổi luôn cả số điện thoại. Đổi nhà, đổi xe, đổi số điện thoại. Sao cuộc sống anh thay đổi nhiều thế? Ôi trời ơi, bác sĩ bảo bây giờ nếu mà không thay đổi nhé, con người yêu em nó tìm tới, vợ em mà biết thì giết cả hai. Oh, nó chết đấy ạ.